đã nói về cái gọi là the purpose of living, là về cái mục đích sống, về cái lý tưởng sống, thì chị cũng rất vui khi được giới thiệu với các bạn mô hình này. Nếu mà nhìn cái nghe cái tên thì lạ, nhưng mà nhìn cái hình này thì có quen hơn chút nào không? Chị thấy có một số bạn gật đầu rồi, tức là đã quen thuộc hơn một chút rồi. Ok, chị sẽ bắt đầu chia sẻ thêm sâu hơn một chút. Các bạn có tự tin là mình tìm được đam mê của mình rồi không? Bây giờ chúng ta hay nghe mọi người, các bạn trẻ thường hay nói rất nhiều về cái việc là đam mê. Em đam mê làm cái này lắm, em đam mê làm cái kia lắm. Hoặc là em sống vì đam mê của em không cần tiền đâu, em chỉ cần đi làm bằng đam mê thôi. Và các bạn nhắc đến cái chữ đam mê rất là nhiều. Và đồng thời cũng sẽ có những bạn rất là struggle, rất là khó khăn trong cái việc là đam mê của mình là gì, làm sao mình biết được cái đam mê của mình là điều nào, để làm sao mình biết được là làm sao để mà làm được công việc mà bạn yêu thích và yêu thích công việc bạn làm. Do what you love and love what you do. Nghe nó rất là đơn giản nhưng nó lại rất là khó khăn. Thì khi mà chị tiếp xúc được với cái concept này á, thì chị nhận ra là cái hành trình để đi tìm được cái câu trả lời á, nó không có đơn giản đâu, mà nó sẽ đòi hỏi rất nhiều cố gắng và nỗ lực. Thì cái cố gắng đầu tiên á, nó xuất phát từ chính bản thân các bạn. Người ta có cái câu là biết người, biết ta, chăm chợ, chăm thắng, đúng không? Thì áp dụng đúng vào cái mô hình này, các bạn sẽ thấy nó đều là vừa biết người, vừa biết ta. Thì đầu tiên bắt đầu từ chính bản thân mình nhé, là về biết ta ha. Thì ở đây các bạn sẽ cần phải tìm hiểu đó là các bạn giỏi điều gì, cái điều gì mà các bạn làm tốt. Ở đây sẽ có những bạn là học về những chuyên ngành tự nhiên, có những bạn học về khối xã hội. Mình không thể nào mà mình kỳ vọng một cái bạn học bên ngành xã hội mà có thể giải một cái phương trình toán hoặc là những cái về công thức hóa học hay này nọ được. Và đồng thời mình cũng không thể yêu cầu một cái bạn là học về xã hội mà kêu bạn đó là bây giờ đứng lên thuyết trình hoặc là chia sẻ rồi này nọ. Tức là các bạn cũng có thể làm, nhưng đôi khi nó không phải là cái điểm mạnh của các bạn. Thì khi mà các bạn, bản thân mỗi bạn ở đây nè, các bạn dành đủ thời gian cho bản thân mình để hỏi mình á, là thực sự là mình làm tốt cái gì nhỉ? Và các bạn biết không, tức là ai cũng có những cái năng lực của họ hết, ai cũng là một talent cả. Và khi mà chị tiếp xúc với các thầy ở đây thì chị tin á, đó là cái niềm tin của nhà trường luôn, đó là mỗi bạn sinh viên ở đây đều là một người tài hết, đều là một nhân tài hết. Và đôi khi cái nhân tài này đang nằm ở trong dạng là potential talent, có nghĩa là bạn đang là nhân tài tiềm năng và cần được phát hiện và phát triển. Thì cái việc là bạn có được phát hiện ra và được phát triển hay không thì nó là nỗ lực từ hai phía, từ phía nhà trường tạo những cái cơ hội cho các bạn, nhưng đồng thời phải từ phía các bạn nữa. Bởi vì khi mà các bạn nghĩ á, các bạn cho phép mọi người label bản thân mình, là dán những cái nhãn lên mình á, là bạn A này cũng tàn tàn thôi, bạn B này á, đi học cũng lẹt đẹt khá bình thường, qua môn vậy thôi, chắc sau này cũng không làm được gì mà đặc sắc đâu. Thế là khi đó vô tình mình lại bị cái cảm giác là bản thân mình chắc chả làm được cái gì đâu, mấy bạn nó giỏi quá, mấy bạn nó cũng giỏi quá. Nhưng mà thực sự các bạn nên biết á, là mỗi người mình đều sẽ có những cái năng khiếu riêng, và cái phụ thuộc vào cái việc là mình có đủ cái sự quan sát, cái tinh ý và cái sự nỗ lực để mà mình tìm hiểu được, để mình biết được là mình có những cái khả năng gì hay không. Thì đó là cái đầu tiên, tức là mình phải biết được là mình giỏi cái gì. Và cái việc trả lời cho câu hỏi này nó không phải là cái việc là ngủ một đêm dậy mà các bạn tìm ra được câu trả lời đâu, mà các bạn sẽ phải làm rất nhiều. Tại vì ví dụ như là bây giờ bạn nghĩ là bạn không có bạn không có thuyết trình được, bạn nghĩ là bạn sẽ không phải là một người giỏi vào public speaking, bạn nghĩ là cái việc mà đứng trước mọi người nói nó rất là đáng sợ, nhưng mà bạn không thử, bạn không luyện tập đó, thì chắc chắn nó luôn là một cái việc đáng sợ. Nhưng mà đến khi mà bạn đã luyện tập đủ rồi á, thì chị tin là bạn sẽ cảm thấy bất ngờ. Chị kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Khi mà chị học năm nhất đại học ngoại thương, thì chị từ quê lên, chị từ tỉnh lên, thì ở đại học ngoại thương các bạn nói tiếng Anh quá giỏi luôn, và giống như là quá lưu loát luôn. Và các bạn thì giống như là theo hay cái mác là con nhà giàu học giỏi rồi tiếng Anh lưu loát á. Còn chị là từ quê lên tỉnh, rồi ở quê của chị á, thì tiếng Anh nó chỉ là một cái môn phụ thôi. Và mình chỉ học là học ngữ pháp, học chia thì thôi, chứ không có bao giờ học nói hết á. Nên thành ra khi mà đến một cái buổi học đầu tiên, cô yêu cầu là lên đứng trước lớp để chia sẻ, giới thiệu về bản thân thôi. Chỉ cần nói là em tên gì, nhà ở đâu thôi, bằng tiếng Anh. Mà chị đứng trước cái lớp nhỏ như vậy nè, chị rơi nước mắt.
chị run quá, chị rơi nước mắt, xong rồi chị không nói được gì hết. Cô đứng ở dưới, cô thấy tội quá, cô mới kêu thôi em đi về chỗ đi. À, và nguyên năm 2, năm 3 đại học của chị cũng tương tự như vậy. Khi mà có những cái mà buổi thảo luận nhóm và phải làm việc nhóm mà đứng lên thuyết trình á, thì chị luôn luôn là cái bạn ngồi chỉnh máy chiếu. Chị không bao giờ chị dám đứng ở đây để chị nói hết á. Thì chị cũng luôn nghĩ là à, chị không bao giờ chị có thể đứng nói trước mọi người được đâu. Tuy nhiên khi mà dần dần mình cố gắng, mình nỗ lực, mình đứng nói trước cái gương á. À, ở nhà chị có cái kính, cái gương, xong rồi chị cứ đứng đó chị nói giống như là tưởng tượng là mình đang nói trước rất nhiều người vậy đó. Thật là lo xếp mấy cái gối ra ở trong phòng á, xong rồi nói chuyện với những cái gối đó, để mà mình tập cái cảm giác là mình nói chuyện trước mọi người, rồi dần dần trước một người, trước hai người. Thì đó là cái mà chị nghĩ là khi mà mình chưa biết mình giỏi cái gì thì các bạn cứ nên thử đi. Các bạn thử, tại vì nếu mà sai hoặc là nếu mình thấy là không hợp thì cũng không có mất cái gì hết. Rồi, tới cái tiếp theo á, là cái quan trọng nữa là các bạn cần phải rất là nghiêm túc trong cái việc là lắng nghe bản thân để biết được mình thích cái gì. Chị ví dụ như là bạn Nhung đi, Nhung rất thích đi. Nên bây giờ ví dụ như là đưa Nhung vào một cái công việc là Nhung phải ngồi ở văn phòng làm việc hàng ngày từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Thì chị chắc chắn là Nhung sẽ cảm thấy là cuộc đời của Nhung rất là bất hạnh. Nhung đang thể hiện cái sự bất hạnh đó khi mà tưởng tượng tới thôi. Thì đó, thì tương tự ở đây ví dụ như sẽ có những bạn, các bạn không thích đi, các bạn kêu là làm ơn đừng có bắt em phải chạy xe, em mệt lắm, em đi ngoài nắng là em xỉu. À, thế thì cái công việc mà ngồi trong văn phòng và làm những cái thứ mà giấy tờ hoặc là chỉnh chu hoặc là chuẩn bị cho các bạn khác thì bạn lại thấy rất là phù hợp với bạn. Nên thành ra là cái việc mà mình thích cái gì á, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào việc là mình hiểu bản thân mình tới đâu và mình sẵn sàng mình lắng nghe bản thân mình tới đâu. Khi mà chị học đại học á, chị đã không có được cái tư tưởng này. Tức là chị luôn nghĩ là mình phải làm theo những cái người khác nghĩ là tốt thì nó mới tốt. À, thế là khi đó là mọi người sẽ luôn là sao nhỉ, các bạn ấy là đi đi tham gia các hoạt động ngoại khóa hay này nọ. Trong khi đó bản thân chị thì là một người hơi hướng nội một chút, chị vẫn thích đi tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhưng không phải hoạt động nào chị cũng có thể tham gia được. À, xong rồi tất cả những cái như vậy á, mình cứ trải nghiệm, mình cứ thử và mình lắng nghe bản thân mình, cái tiếng nói bên trong á, xem mình thật sự có thích không. Và chị cũng đã từng đi làm nhiều công việc khác nhau, chị làm từ giữ trẻ nè, rồi đi dọn vệ sinh nhà theo tiếng để mà kiếm tiền đi học, rồi làm những cái công việc như vậy. Thì chị làm từng cái như vậy đó, thì dần dần nó giúp cho chị biết được là cái điểm mạnh của mình ở đâu và mình thật sự mình thích cái gì. À, thế là đây là hai cái mà các bạn sẽ biết được là cái gọi là passion, cái mà chúng ta hay nhắc tới là đam mê á, nó không tự nhiên mà có, nó sẽ là cái giao điểm giữa cái việc là bạn biết bạn thích cái gì và bạn làm tốt cái gì. À, ông bà ta có một cái câu á, là lực bất tòng tâm. À, có nghĩa là khi đó bạn biết là bạn rất thích một cái gì đó rồi đó, nhưng mà ngược lại bạn đang thiếu cái việc là bạn không giỏi cái việc đó, bạn không làm được việc đó, thì nó cũng không có rơi vào được cái mảng là của passion này, của một cái đam mê mà các bạn có thể gắn bó với nó lâu dài được. Chị ví dụ như là chị từng rất thích làm bác sĩ, lúc mà chị còn nhỏ là chị mong muốn là được làm bác sĩ á, nhưng mà đến một lúc chị phát hiện ra là chị rất sợ máu. Khi mà thấy máu là mặt của chị nó tự động nó mất máu và chị xỉu. Nên thành ra là chị không làm bác sĩ được. Thì chị ví dụ là vậy thôi, để chúng ta biết được là cái hành trình để mà mình tìm hiểu bản thân mình đó, nó có những cái mảnh ghép như vậy, để mà các bạn có những cái chất liệu để mình suy nghĩ về nó. Mình thi thoảng, không nhất thiết là ngày nào mình cũng ngồi mình nghĩ mình giỏi cái gì, mình thích cái gì. Thì như thế là thời gian của mình nó đang trôi qua một cách là quá nhiều. Nhưng mà đôi lúc mình có thể là trong một cái cuộc hành trình dài, mình ngồi lại, mình lặng lẽ lại, mình suy nghĩ lại, à, những cái việc vừa rồi mình làm đó mình có thích không? Mình làm có tốt không? Mỗi cái dự án ở trường mà mình tham gia, mỗi cái môn học mà mình tham gia, mình có thích cái môn đó không? Có thú vị không? À, đó, rồi. Cái tiếp theo nữa là khi mà các bạn đã hiểu về bản thân của mình rồi nha, thì các bạn đừng tin là đã đủ. Tức là ngay cả khi mà mình đã hiểu bản thân mình rồi á, cũng chưa chắc là mình tìm được một cái lý tưởng để mà mình theo đuổi, hoặc là mình tìm được một cái công việc để mà mình cống hiến hết mình đâu. Bởi vì đây là cái lúc mà các bạn phải áp dụng cái câu là biết người biết ta này. Tức là bạn biết là bạn thích cái gì và bạn làm tốt cái gì rồi đó, thì cái phần còn lại á, bạn sẽ phải hiểu được là bây giờ xã hội họ cần cái gì, cộng đồng người ta cần cái gì, cái công việc gì mà bạn có thể mang lại giá trị cho cộng đồng.
Cái này là cái mà chị nghĩ là các bạn nên rất là nghiêm túc để suy nghĩ về cái công việc tương lai của mình á. Các bạn cũng biết là chúng ta đang bước chân vào một cái thời kỳ gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đúng không? Thì các bạn có biết là theo những cái nghiên cứu á, thì cách đến khoảng chừng năm 2025 á, thì rất là nhiều những cái công việc chúng ta đang làm hiện tại nó sẽ được thay thế hoàn toàn bởi cái công nghệ trí tuệ nhân tạo. À, các bạn sẽ thấy là dần dần những cái cây xăng á, những cái cô chú mà đứng đổ xăng cho mình á, sau này các cô chú đó các bạn không thấy nữa. Mà những cái cây xăng nó sẽ là hệ thống cây xăng thông minh, các bạn chỉ cần quẹt thẻ vào thôi, rồi ấn nút là mình đổ bao nhiêu xăng, sau đó tự lấy cái cây đó và đổ xăng cho xe của mình rồi quẹt thẻ rồi đi. À, rồi dần dần những cái chú bảo vệ mình cũng thấy là lát đát mình thấy ít hơn nữa rồi. Đi xe đi ra vào các khu chung cư mà hiện tại bây giờ đó là chỉ cần các bạn quẹt thẻ thôi là tự nó mở cổng cho các bạn đi. Rồi những cái công việc như là dịch thuật á, các bạn có thấy là Google nó đáng sợ không? Như các bạn học ngôn ngữ đi, các bạn học 4 năm ngôn ngữ, chưa chắc đã giỏi cái ngôn ngữ đó như tiếng mẹ đẻ, nhưng mà mới là một ngôn ngữ thôi. Còn bây giờ người ta chỉ cần cài đặt một cái ứng dụng là Google Translation, hoặc là bất cứ một cái ứng dụng, cái app, hoặc là cái application nào đó, thì có thể là chỉ cần là, giống như hiện tại tụi chị làm bên ngành du lịch đúng không? Sẽ có những khách người Hàn Quốc, người Trung Quốc, thì khi mà họ giao tiếp với tụi chị á, là họ cầm cái điện thoại, xong rồi họ sẽ nói vào cái điện thoại đó, họ đưa cho chị coi là trong cái máy đó nó sẽ hiển thị cái ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt để cho chị đọc. Tức là khi đó thông dịch viên cũng là một cái công việc mà có thể bị thay thế. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể là mình cạnh tranh lại được với công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo? Nó chính là rất nhiều phụ thuộc vào cái việc là cái nỗ lực của các bạn đến đâu trong cái việc để mình không bị thay thế. Và cái việc mà để mình không bị thay thế, các bạn sẽ nắm rất rõ là à, xã hội cần gì, cộng đồng cần gì. Cái này rất là quan trọng. Chị cho một ví dụ. Một bạn rất giỏi về công nghệ thông tin ha, này, cái này là các bạn rất giỏi về công nghệ thông tin. Phần này, bạn rất thích làm về công nghệ thông tin luôn, rất thích làm về technology. Rồi, cái công việc mà bạn chọn á, bạn lại chọn làm một hacker. Bạn làm sập cái web của chính phủ, bạn đi vô một cái web của ai đó, bạn lấy thông tin. À, thế là vô tình là xã hội có cần những người giống vậy không? À, đúng rồi. Thế là bây giờ bạn không phải là một cái người mà đang góp ích một cái tích cực cho cộng đồng, mà có thể là đó bị truy nã, có thể là những cái phần còn lại bạn đó phải ngồi bóc lịch trong tù. Chị ví dụ nữa nha, chị rất là ấn tượng luôn á, là vừa rồi chị đọc báo với một cái bạn siêu thông minh luôn. Bạn đó có một cái hệ thống đi phá những cái cây ATM, có nghĩa là bạn đó có cái máy và coding này nọ làm sao đó để mà khi mà đưa một cái thẻ giả vô á, tự nhiên nó ra tiền thiệt luôn. Có nghĩa là bạn đó copy lại, nhái lại, copy lại một cái thẻ của một cái người thiệt đó, và một cái cách thần kỳ ở đó mà bạn đó dùng được những cái mã để mà cái máy ATM nó bị lừa và nó phải ra tiền cho bạn nó luôn. Thì chứng tỏ là người ta rất giỏi và rất là talented, và người ta cũng thích làm những cái việc đó, thích nghiên cứu, thích tìm tòi. Tuy nhiên cái vấn đề là xã hội không cần một cái người như vậy. À, thì cái chút nữa thì chị sẽ chia sẻ về cái hành trình của Christina, không vì lý do là PR công ty, nhưng vì lý do là các bạn sẽ thấy là cái concept này nó ứng dụng vô một cái doanh nghiệp như thế nào. Bởi vì sau này á, có thể các bạn là những người chủ doanh nghiệp tương lai, hoặc ít nhất là mình làm chủ cuộc đời của mình. Nếu mình không làm chủ một doanh nghiệp thì mình cũng làm chủ bản thân mình, làm sao là làm chủ gia đình của mình. Thì cái này nó áp dụng được nhiều lắm. Rồi, tức là mình sẽ phải cần biết là xã hội cần gì. Và cái này khi mà các bạn đi làm nhé, bất kể là làm ở Christina hay làm ở một công ty nào, thì chỉ có một cái tip, một cái góp ý cho các bạn là sau gần 5 năm Christina tuyển dụng, từ cái lúc mà mình chỉ có 2 thành viên cho tới hiện tại là hơn 500 thành viên á, chưa tính là các bạn freelance, thì tụi chị đã phải phỏng vấn á, chị nghĩ là phải đâu đó là khoảng 3.000 người plus, tức là cộng á. Có nghĩa là để tìm được 500 bạn hiện tại, tụi chị đã phải phỏng vấn khoảng 3-4.000 bạn. Chứ không đơn giản là tụi chị đùng một cái là có thể là tìm được những cái bạn phù hợp với văn hóa công ty để mà các bạn vào làm việc và gắn bó lâu dài được với công ty. Thì một trong những cái mà tụi chị sẽ tìm hiểu rất rõ ngay từ đầu tiên đó là cái mục đích vì sao bạn tới với công ty. Và bạn cũng sẽ phải trả lời cái câu hỏi đó cho bất cứ công việc nào sau này bạn apply. Chị không nói đến những công việc mà gọi là
sao nhỉ, nó hơi buồn, nhưng mà nó giống như kiểu là mình bán thời gian cho công ty, mình chỉ cần tới có một công việc để mà mình có cái hợp đồng lao động thôi. Thì cái đó chị không nói tới nữa, nhưng chị hiểu là các bạn sinh viên của trường Thăng Long, các bạn ở đây và các bạn thực sự là có những cái mong muốn là sau này cái công việc của mình nó sẽ là một cái mà nó đáp ứng được cái lý tưởng của mình, hoặc ít nhất nó là một công việc nó khiến cho mình vui vẻ đi làm mỗi ngày. Thì để mà có được công việc đó, các bạn nên rất là nghiêm túc để mà tìm hiểu. Thứ nhất là tìm hiểu về thị trường, thứ hai là tìm hiểu về chính cái công ty mà bạn đang quan tâm á, để bạn biết là công ty đó cần cái gì, công ty đó nó có những cái vấn đề gì mà bạn có thể giải quyết được. Và thậm chí khi chúng ta mới vừa ra trường, mình chưa có nhiều kinh nghiệm thôi, thì thật sự các bạn có một cái tài sản vô giá, đó là cái sự ham học hỏi, đó là cái thái độ tích cực để mà các bạn vào một công ty, các bạn học hỏi nhanh và các bạn hỗ trợ được cho họ. À, thì mình sẽ phải hiểu rất rõ là công ty đó cần gì, mình mang được cái gì tới cho công ty đó. Chứ không chỉ là à em ra trường em muốn mức lương 1.000 đô. Cái này chị xin lỗi, ngày xưa chị học trường ngoại thương và cái này là một cái post của trường chị. Có nghĩa là một bạn nào đó trả lời phỏng vấn kêu là em muốn lương 1.000 đô khi ra trường. Thì là một nhà tuyển dụng, là một công ty á, thật sự cái câu hỏi đầu tiên ngược lại cho bạn á, bạn muốn mức lương 1.000 đô, vì sao bạn nghĩ là bạn xứng đáng với mức lương 1.000 đô đó? Vì sao công ty lại phải trả 1.000 đô cho bạn? À, thì các bạn cũng nên có cái tinh thần đó để khi mà mình bước ra trường á, hoặc là mình đi tới một công việc á, mình không ở cái thái độ là mình đòi hỏi quá nhiều, mà mình cũng nên suy nghĩ về việc là thật sự cái mục đích của mình là gì, mình muốn học hỏi, mình muốn cống hiến hay mình muốn như thế nào, thì hiểu rất rõ việc đó. Và cái này là một cái quan trọng nữa mà chị thấy là đôi khi mình sẽ hay quên. Bản thân chị ngày xưa chị cũng không nghĩ đến nó. Có nghĩa là mình nghĩ là thôi mình đi làm vì niềm tin, mình đi làm vì đam mê, mình không cần tiền, không cần tiền cũng sống được, mình nghĩ như thế. Nhưng mà thật sự chị chia sẻ thẳng thắn với các bạn á, là đối với Christina và đối với mọi người tụi chị ở đây á, đều tin là trong cuộc sống nó phải có sự công bằng. Có nghĩa là khi mà các bạn bỏ ra một cái gì, các bạn cũng sẽ nên được nhận lại một cái gì đó nó tương tự. Và khi mà các bạn chọn một cái công việc á, các bạn có từng nhớ ngày xưa mình học phổ thông á, nó cái mình có một cái gọi là tháp nhu cầu của Maslow không? Nghe quen quen phải không? Thì cái đáy tháp á, nó sẽ là những cái như là cái nhu cầu được ăn no mặc ấm này, rồi ăn ngon mặc đẹp này nọ, tức là những cái nhu cầu cơ bản của một con người. Nhưng mà càng về lên trên cao, những cái chót của nó thì nó sẽ là cái nhu cầu được ghi nhận, được công nhận. Thì đó là một cái mà các bạn cũng nên suy nghĩ. Đó là khi mình làm rất tốt cái công việc của mình rất yêu thích công việc của mình, và công ty cũng rất cần cái công việc đó, xã hội cũng rất cần công việc đó, thì eventually cái mà các bạn sẽ có đó, các bạn sẽ được sự công nhận, các bạn sẽ thấy những cái cống hiến của mình được ghi nhận, và đồng thời các bạn cũng sẽ được chi trả cho những cái cống hiến của mình. Đôi khi tiền bạc vật chất thì nghe nó hơi vật chất, tuy nhiên á, nếu như các bạn đi làm một công việc không lương á, trong một thời gian dài luôn, và bạn nghĩ là bạn có thể sống được với cái việc đó ổn định hay không, thì hãy suy nghĩ lại về câu chuyện đó, là bạn có đang là một gánh nặng cho gia đình và cho xã hội hay không. À, thì cái này tất cả mọi thứ đều có cần có một cái sự cân bằng nhất định các bạn nha, không nghiêng quá về bên nào. Có nghĩa là mình cũng sẽ không nghĩ về cái việc là mình không muốn làm gánh nặng cho gia đình và xã hội nên mình cần phải tìm một công việc lương thật cao, nhưng mình lại bỏ qua hết những yếu tố còn lại. À, thì đó sẽ là cái công việc mà các bạn lý tưởng là các bạn gom được hết 4 cái vòng tròn này để nó tới một cái giao điểm mà mình gọi nó là Ikigai, the purpose of living.